Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với series bắt cái long mạch đội hình anh em kêu yếu và xem là vì lý do gì mà đội hình này lại yếu khi mà nghe quảng cáo đội hình lên tới 5.000 tỷ. Rồi, bắt đầu nào. 5.000 tỷ. Xem cái 5.000 tỷ này đến đâu nha. Ủi, cũng mê đấy chứ nhỉ. Bạn ấy đang chỉnh hơi co cụm ở đây này. Chỉnh hơi co cụm ở giữa này này, nó có vấn đề rồi này. Nhưng cũng con người thì sao nhá. Về con người thì trung vệ là Rijkaard và De Zijn Icon cũng có thể gọi là ok. Đối trụ rất lực với Patrick Vieira, bên cạnh là Michael Essien. Dã man, đối trụ là tuyệt vời. Ở đôi cánh thì có Kaká và Beck thì tôi rất là ưng rồi. Gullit là nhạc trưởng với bộ Icon 3 ok. Và tiền đạo là Seva của mùa Chelsea 8. Cái điểm yếu này, cái điểm yếu rõ ràng ai cũng biết rồi mà. Tại sao một đội hình 5.000 tỷ mà thằng thủ môn lại có chỉ số 87? Cái gì vậy trời? Nó yếu từ đó đấy. Theo Icon thì không cần phải nói chuyện gì rồi. Vấn đề là từ thằng thủ môn ở đây này, có cái bệnh ở đây rồi. Ở dưới nhá. Ở dưới còn có là Torres Icon ngon. Xin cho Icon giấu mình led. Baloture được. Stone, Walker, Conti và Donnarumma. Rồi, Hendrick. Thực ra đội hình này là những con người bạn ấy mua cũng rất là đẹp rồi anh em ạ. Những con người rất là đẹp rồi. Nhưng tôi có lẽ sẽ phải sửa sang một chút cái vị trí thủ môn này. Thủ môn này không thể chấp nhận nổi. Anh em là bị tấn công, bị sút là thua ngay mà. Ok chưa? Bây giờ nào xem còn bao nhiêu lương nào. Thực ra nếu như mà cân mắc màn nhất là thì chúng ta cho thằng Conti nó vào đây. Thì thủ môn sẽ là lương 10 năm quay đầu. Đó, tận dụng thằng Conti 8 đi nhá. Đấy là những gì bác chủ đang có đấy. Rồi, tôi làm cho bác chủ một con thủ môn. Bác chủ mà mua con Maigan mùa này cộng 8 thì mê không? Còn nếu không thì lấy con Donnarumma. Mùa này đéo mua được nhở? Đéo con nào sẵn hàng nhở? Có mỗi bé Pepe Reina này à? Nếu mua Pepe Reina thả mua mẹ Maigan hơn. Maigan lương 10 năm, Zenderman không có tiền rồi. Mua mẹ Maigan 8, mua Maigan 6 lại được rồi. Còn không thì anh em lấy mẹ Maigan 5 cũng được, có 2 tỷ 7. Mà lương đúng 10 năm luôn đấy. Pepe Reina anh em mua cũng được nhá. Cái giá này với con thủ môn này cũng là ổn. Con này có 8 tỷ thôi, mua thêm nhá. Con này vênh 3 lương, có nghĩa là 3 lương thì anh em có thể nâng con này lên 8 lương. Lương 8, một con DF lương 8 cho Milan. Đó, có thể nâng lên một tí nhá. Đấy là câu chuyện mình nâng lên một tí thôi. Ui, nếu mà nâng lên còn download nữa thì ok nhỉ. Đó, bác chủ nếu mà nâng con download nữa, nếu mà lương đó nhá, là con download nữa cũng êm. Hợp lý lắm, phết đấy. Download lấy mùa thường được các bạn. Mùa thường lương 8 này. Đó là cái câu chuyện mà anh em mình nâng lên nhá. Thế thôi, cũng nhiều tiền mà, mua con Pepe Reina đi có hơn tỷ thôi, mua luôn này. Đó, Maigan đợi hàng về này. Sau đó tôi lấy thêm một download nữa là đẹp nhá. Bác chủ sau này có tiền thì bác chủ mua con download cộng 8 cho em nhá. Còn không thì cái tạm thời là như vậy nhá. Nói chung đội hình rất là đẹp đấy anh ạ, đội hình rất là đẹp đấy. Tôi sẽ thay đổi một chút thôi. Nói chung những nhân sự này rất là ok rồi. Thì bây giờ tôi sẽ sắp xếp qua về chiến thuật chiến thiết một chút nhá. Đội hình thì khá mê, nhưng thực ra cái cặp trung vệ này tôi cũng đang hơi lấn cấn một chút. Nói chung cũng ngon đấy, không có Maldini nhỉ. Bác chủ không lấy Maldini trung vệ nhỉ. Cho mẹ Maldini đá nó ổn hơn không? Hoặc nếu mà không thì anh em lấy Vieira về đá trung vệ. De Zijn thì tôi hơi cấn một chút thôi. Nhưng mà thôi vẫn không sao, bộ Icon thì cũng ok. Ok nhá, tôi nghĩ như vậy là rất là đẹp rồi. Anh em ạ, rất là đẹp rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên nhá. Nếu mà mua thêm thì mua thêm một con Maldini nữa cũng được các bạn ạ. Nó cũng khá là ok. Vieira về đây tạm đá CDM cũng được, Icon rồi mà. Ngoài ra chúng ta còn có Seedog. Seedog bây giờ đéo biết thay ai ở đây ạ. Seedog mà thay Gullit ở đây thì hiện tại đang hơi vênh lương. Nếu cho Seedog vào thì anh em lại phải giảm thêm tí cánh nữa. Thì chúng ta vẫn có thằng Conti đúng không? Cho Conti ở đây vậy. Chứ không may là bác chủ có mấy con giảm lương. Si chó thích vào thì anh em có thể giảm nhé. Tạm thời như vậy nhá. Rồi chúng ta sẽ đá kiểu này. Khi này Torres Icon vào thì anh em lại giảm thành thằng Conti thôi. Tính ra cũng hợp lý phết. Đội hình này thì vẫn là ok để anh em có thể cân lương được. Rồi đẹp nhá. Quan trọng cái chiến thuật này cũng là dở hơi này. Anh em ạ. Cái này chiến thuật mà dở hơi là cũng ốm đấy. Nhưng mà tôi nghĩ là có vẻ là cũng vấn đề đến từ đâu. Tôi chỉnh chiến thuật xong, một cái vấn đề tôi chưa trách nữa. Một cái vấn đề mà tôi vẫn chưa trách, chắc anh em cũng biết rồi. Cái đấy là vấn đề lặng đấy nhá. Chưa có là lặng lắm đấy. Để tôi xem nào. Tí nữa tôi xem cái bệnh này, bệnh đã có cái tay cầm chưa. Cái vấn đề nó là ở đấy đấy. Ác này không có vấn đề gì cả. Chỉ một điều như vậy. Ok. Cánh bệnh này thì tất cả về đội hình đội ngũ đã ok rồi đây này. Còn điểm yếu cuối cùng
điểm yếu cuối cùng. Nó đúng rồi đây này. Hỏi vì sao mà đội hình đá mãi không lên nổi tinh Anh? Có bệnh luôn rồi đấy. Chưa có một con tay cầm. Rõ ràng luôn mà. Quá lặng luôn đấy. Không mua con tay cầm ngay, làm sao lên nổi tinh Anh nhá. Bác chủ, sau ngày hôm nay làm ngay một con tay cầm ở bên shop tay cầm.com. Nhiều thì một con PES 5, ít thì một con Xbox Series X hoặc là con PES 4. Được chưa? Mọi vấn đề là giải quyết xong hết đấy. Tôi sẽ kiểm chứng cho anh em sức mạnh nhá. Sức mạnh khi đội hình đã được bắt cái mệnh, bắt cái long mạch xong và tay cầm thì đã kích hoạt. Trận này tôi chấp đối nhẹ nhàng 2.5. Không biết đối là ai luôn. Rồi đá thôi anh em ơi, trận đấu đầu tiên với đội hình 5.000 tỷ Milan. Ôi ơi, Hồng ơi. Thằng đối kìa, buồn cười kìa. Ơi á, thực ra ấy, tôi chấp đối một bàn thôi nhá. Chấp đối một bàn thôi mà. Ai ôi, lỗi chưa? Dấu tên đã bị scan 10.000. Chớ nhở. Em là dấu tên 957, đợi tận 5 hôm rồi, 23 TS của em sắp hấp hối rồi. Ok, 23 TS. Nếu gặp người có thể sộp hơn tầm khoảng 70 nhá. Cũng bù đấy nhá. Người cần người ta vẫn sẽ phải bù, nhưng mà quan trọng mày có tìm được người đấy không mới là quan trọng. Tôi bảo là cho đối một bàn, cho trận đấu nó kịch tính thôi mà. Có cái gì đâu. Torres gật cái đầu nhẹ. Cái gì mà chưa hay nhờ. Quả tạt đấy còn chưa hay nữa. Và đấy còn chưa hay nữa thì muốn như nào? Mày ra bắt nạt PP ở tao à? Cú đít nó chạy kìa. Trời đỡ quả này. Trời đỡ được quả như thế này. Rút cú đít. Chấp 2.5. Trận này là ấm anh em ạ. Chiều mai nhá. Chiều mai mày có shop được. Nét chưa? 3-1. Em Hoàng Tú Ai lớp cờ Di Pha đã uy scan 10.000 đồng. Anh dai quên em chưa ấy nhỉ, chưa thì nào qua tí cà phê anh nhỉ. Tí quên mày đấy. Tí quên em dai rồi đấy. Tí quên em dai rồi mà. Cho đối một bàn. Để anh em dí nhiều vào đối thôi. Chứ anh em theo dõi tôi là anh em biết. Tôi nhả một bàn đầu thôi mà. Xong rồi mà. Ác này khỏe rồi đấy, ác này khỏe rồi đấy. Tin của thủ môn cao quá. Ok, mày cứ qua đây. Mày qua xong mày bảo anh ấy lớp gọi anh ấy lớp sang là anh sang. Xong rồi đấy. Cái gì vậy? Anh em theo đuổi cũng làm có bùa. Thế tuyển anh đương đại 1k7 tí chắc để mai hở a. Ok, để mai em ra nhá. Các anh em theo đối làm cái bùa gì ở gôn vậy? Hả? Cái gì vậy trời? Cả Huy Đặng nhá, cả em trai vừa donate anh. Cày thế nhè, để đối bố quả này đau quá, lòng đau quá. Thắng mà như thua trận này mà. Thắng mà như thua mà. Cày nhờ, thắng trận đấu, rơi nước mắt. Bực thật đấy. Không, tôi vẫn bắt cái long mạch cho anh em được mà, bắt được mà, cái long mạch này ổn đấy, không sao. Anh em cứ chịu một tí. Cứ chờ thôi. Trận này tôi chấp đối 2.5. Tôi đá vào là do kỹ thuật đẳng cấp đối non. Đối đá vào thì do tôi chấp đối tí cho kịch tính, nhả tí cho vui vẻ.
Tôi không thích nói ít, tôi nói để anh em nghe. Anh em vào kèo lúc này, tôi giúp anh em win lúc khác. Bắt hết cái mong mài. Anh em bắt hết cái bài của tôi biết nói cái gì nữa đây. Không biết nói cái gì nữa. Trời ơi. Ôi trận này. Trận này anh em theo tôi. Không bao giờ không có niềm vui nhá. Trận này khả năng 5-0 đấy. Khi mà tôi đang bực tức trận này. Đối thủ này sẽ bị trả giá. Đối này sẽ bị trả giá này. Một tin hay nhở, lương 5 nó cũng bét luôn đấy. Thằng đối này sẽ phải trả giá với trận thua kèo vừa rồi. Rút Gullit. Anh Tú ơi, em mua tay cầm bên shop skill unlock vẫn bình thường, còn Zigon sao được vậy? Em thử test nút ấn xuống là nó có hiển thị không nhá. Ông nào cũng kêu hấp hối trong khi đội hình mấy ngàn tỷ. Tôi chờ mòn mỏi mà tôi chui ra khỏi hòm luôn rồi. Tôi dọa cái 5-0 ao ngay mà. Giờ luôn là tôi ăn nhá. Lộ quá trời. Rồi ok, trận đấu này. Đối này sẽ phải trả giá. Gì vậy trời? 1 phút ghi bàn mà. Torres tao chạy ai đuổi? Ôi! Bên đi! Rồi ok, em xem đóng vào MD. Đỡ đi! Vẫn đỡ được à? Em xe cứ là chết. Tí anh sẽ vào, anh ngó tí nhá. Tí nữa mỗi anh em tôi vào ngó một tí đã. Yên tâm, tất cả sẽ được lên hình hết. Không có gì cả. Bàn thứ hai, anh em theo đối. Còn thở được không đấy? Xong rồi đấy. Hello anh Tú, xem anh cũng một thời gian rồi nhưng mà giờ mới đâu hết cho anh mặt cười. Chưa, xong chưa? $800 nhé anh yêu. 800 đô căng ấy nhỉ. Cũng cảm ơn anh đã chia sẻ cách build đội hình ạ, he he. Nhờ anh mà giờ em cũng có học The C thêm nhiều cách build đội hình hơn dấu bé ba mã yêu thầy tính. Ok em nêm nhá, cờ đêm dai rất nhiều. 72 rồi đây này. Nhanh nhanh anh em ơi, ghi bàn cuối chốt thoại à, kèo này cái. Vấp thế nhở. Ok cậu cuối là chắc cái chiêu đi nào. Rồi sẽ chân cô. Ok KK, đây rồi, ok KK. Ok. Oh, Penalty. Rồi, kèo này được giải quyết ở pha penalty này đấy. KK cứu Tú đi. KK cứu Tú đi. Nói gì với những anh em theo đối nữa đi mà. 51% đã quay xe, hợp lý. Bú Torres. Tốc độ Torres thì không bao giờ làm chúng ta lo cả. Lít ơi, đá chuẩn chỉ giúp anh cái. Lít ơi. Đó. Cứ đá những thằng Torres này này. Lại êm. Đó. Vấn đề rồi. Tôi sẽ cho Gullit sút của bên này. Nếu mà xịt, Gullit ban vĩnh viễn không được xuất hiện ở đội hình chính đội hình này nữa luôn. Anh thử cái độ lì của chú giúp Ben thế nào đây. Hay là tôi hiểu nhầm Gullit nhỉ. Giúp Ben được mà. Ôi ôi. Hỏng rồi. Ivan Basic.
Xoạc luôn. Ủa mày thế là toạc vào cái đầu mình. Xong rồi đấy. Ôi thằng thủ môn này, trời ơi báo quá nhở. Rồi ok save ba. Nope. Seva ơi em hại anh rồi, Seva ơi em hại anh rồi, Seva ơi. Rồi ok ok ok, chuộc lỗi là tốt, chuộc lỗi là tốt. Onin onin onin. Thắng mà vẫn như thua vậy. Thắng mà như thua vậy. Xíu anh còn đi chợ không à? Vẫn còn nha, vẫn còn nha, vẫn còn nha. Hãy theo ai lớp đi. Không bao giờ làm anh em thất vọng. Anh em nghe cái gì chưa? Đẳng cấp thật. Đẳng cấp thật mà. Rõ ràng. Rõ ràng. Lời khen của đối đẳng cấp thật luôn mà. Ok chưa? We'll be right back.